Sáng nay 19 tháng 8, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân tỉnh Hồ Thị Quang Yến. Đại diện Ngân hàng Công thương Việt Nam Việt Tinh Băng đã trao số tiền ủng hộ 7 tỷ 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Phúc Linh, quyền Chủ tịch Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tiếp nhận và bày tỏ sự cảm ơn đối với Ngân hàng Việt Tinh Băng đã đóng góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao quà và bằng khen cho đại diện ngân hàng Việt Tinh Băng đã ủng hộ kịp thời cho Bến Tre trong công tác phòng chống dịch Covid-19.